Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Quy Luân Dễ Thương Ở đây mình đang có một cái ghế công thái học mới Cái ghế công thái học này tên là iFit Smile Gray Và nó có khá là nhiều điểm mình thấy hay Thậm chí là hay hơn so với lại cái ghế công thái học Autonomous mà mình đã xài được nhiều tháng rồi Thì có nó có cái gì đặc biệt thì mời các bạn xem video này ha cái điểm mình thích nhất ở cái ghế này á, đầu tiên là cái về thiết kế của nó các bạn thấy đây là một cái ghế mà nó màu xám trước đây á, mình xài cái ghế màu đen nhưng mà sau một thời gian á, thì mình nhận thấy là khi mà mình bước qua cái phòng mà nó có một cái ghế màu đen và nó sẽ chiếm rất nhiều không gian như vậy tại cái ghế này cơ bản là ghế công tác học nó to mà nó sẽ làm cái không gian phòng làm việc của mình chật hơn mà các bạn thấy đó phòng làm việc của mình cũng đâu phải là rộng đâu cho nên lúc mà mình thử với cái ghế màu xám này thì nó rộng rãi hơn và nhìn cái không gian nó rộng hơn khá là nhiều đây là một cái điểm mình rất là thích một cái điểm thứ hai mà mình thích đó, đó là cái mặt ghế này là mặt ghế lưới các bạn trước đây khi mà mình mua cái ghế autonomous của mình đó, thì các bạn có nói là hôm nào anh luôn thử xài cái mặt ghế lưới đi sẽ thoáng mát hơn ở bên agoche.vn họ nói với mình là cái ghế này nó sử dụng mặt lưới của Wintex và cái cấu trúc đang là cấu trúc đang ba lớp khi mà mình ngồi thì mình thấy là nó không có gây mỏi hay là edit gì hết ngoài ra thì đúng là nó thoáng mát thật đặc biệt với những người sẽ cần phải ngồi máy tính trong một thời gian dài giống như mình cái ghế này thì thật ra là mình mượn của bên agoche.vn và nó chưa phải là cái size dành cho mình cái size này dành cho các bạn cỡ vừa thôi còn mình thì to quá rồi cho nên với những thằng mập mập như mình mà ngồi lên cái ghế này á thì nó sẽ hơi bị cứng ở cái phần căn lưới hai bên những người size lớn như mình thì có cái dòng ghế là fly pro khi nào có nữa thì mình sẽ mượn tiếp về mình trải nghiệm kỹ hơn ha còn bây giờ giới thiệu trước với các bạn một trong những điểm mình thích nhất ở cái ghế này đó là cái sự tiện dụng tiện dụng là như thế nào trước đây khi mà mình xài cái ghế của autonomous đó, thì gần như tất cả những cái đồ để mà kiểm soát cái việc ngã lưng hay là cái việc tăng giảm độ cao đó, thì nó đều nằm bên dưới của cái ghế hết nhưng mà cái ghế ifix my gray này thì nó khác biệt ở chỗ là nó đưa hết lên cái phần tay cầm này ví dụ ha bây giờ mình muốn là ngồi cao hơn hoặc là ngồi thấp xuống thì mình chỉ cần bóp ở bên phía tay phải này là xong mình không cần phải cúi không người xuống mình không cần phải mò mẫm ở dưới này bây giờ mình muốn ngồi cao lên cũng chỉ cần bóp một cái lẫy là xong chưa hết nha ở bên tay trái này cũng tương tự như vậy bây giờ ví dụ như mình muốn ngã lưng ra đi thì lúc trước á ở trên những cái ghế công thái học khác mà mình từng trải nghiệm qua thì mình sẽ phải xài một cái lẫy ở phía sau hoặc là bên dưới này còn bây giờ nó cũng có một cái cần bóp ở đây nè bóp vào là để bắt đầu mình có thể ngã ra được đó rồi mình ở cái độ ngã này mình thích mình thấy ok bóp một cái nữa để nó khóa lại thì các bạn thấy không tất cả những cái tiện dụng nhất là đều được đưa lên trực tiếp trên cái tay sử dụng của các bạn cho nên là các bạn không cần phải cúi người không cần phải mò rồi mình còn có thể chỉnh được cái đệm ngồi nữa và cái nút nó cũng nằm ngay cái tầm tay của mình mình chỉ cần nhấn vào là xong đó nó có một cái nút nhấn ở đây mà mình có thể xích tới xích lui và các bạn để ý là cái đệm ngồi này nó sẽ xinh nó sẽ đồng bộ với lại cái ngã lưng đó là một cái điểm mà mình cũng ít thấy ở những cái ghế công thái học mà mình từng được trải nghiệm thì cái điểm này nó sẽ giúp cho cái tư thế của các bạn nó được đồng bộ và nó ngồi đúng hơn. Tất nhiên, bản thân bạn cũng sẽ phải điều chỉnh để cái tư thế của bạn nó sẽ phải đúng nhất. Chứ ghế công thái học nó không phải là thần thánh, không phải mua về là các bạn ngồi sẽ hết đau lưng, các bạn mua về là các bạn sẽ ngồi đúng không có đâu. Sắp tới mình sẽ làm thêm những cái video khác nữa để mình nói về cái tư thế ngồi nè, cũng như là làm sao để mà mình có thể ngồi mà không có bị đau lưng. Tại vì bản thân mình á, mình thì không có bị đau lưng hay gì hết ha. Nhưng mà mình vẫn muốn nghiên cứu coi làm sao mình ngồi để mà nó tốt nhất có thể tiếp tục nói về cái khả năng điều chỉnh á, thì hai cái tay vịnh ở hai bên thì các bạn cũng có thể bẻ nó ra ở cái góc rất là rộng ha bẻ vào cũng được tùy cái tư thế ngồi và tùy những cái vật dụng xung quanh bàn mình được sắp xếp, xếp như thế nào rồi cái tựa đầu cũng chỉnh được độ cao của cái tựa đầu cũng chỉnh được luôn rồi cái miếng đệm hỗ trợ cuộc sống ở phía sau nè các bạn đây lại là cái miếng đệm nữa nè thì mình cũng có thể nâng lên và hạ xuống dễ dàng. ha, nó có cái năm năm nấc lận. ngoài ra khi các bạn nhìn ở phía sau của cái ghế này nè, thì có một số điểm mà mình thấy rất là thích ha. thứ nhất là hai cái cạnh hai bên này các bạn biết để làm gì không? để máng áo khoác và một điểm mà mình cũng đánh giá cao trên cái ghế iFix Micro này đó là các bạn thấy cái phần khung nè tất cả những phần khung này đều được làm bằng kim loại hết. trước đây những cái ghế autonomous mình đang xài thì những phần khung này nó không được làm bằng kim loại, nó được, mà nó được làm bằng nhựa đến khi mà sử dụng thời gian dài á thì nó sẽ không được bền và không được cứng cáp như là cái ghế iFix Micro và tất cả những cái khung này á nó đều được làm từ hộp kim nhôm nguyên khối cho nên là nó cũng không dễ gãy, không dễ vỡ. Các bạn đập cái gì đó rất mạnh vô thì nó cũng không hề hứng gì hết, trừ khi các bạn đem xe tải cán qua hay gì thì may ra là nó mới có suy si xỉ một chút thôi. Mình thấy GTJS làm cái ghế này rất là ổn luôn, đặc biệt là về cái phần chất lượng hoàn thiện không có cái chỗ nào mà bị nhựa dư thừa, không có những cái mối nào mà nhìn nó lem nhem, không có những cái chỗ nào mà nhìn nó xấu hết. Khi mà các bạn nhìn tổng quan cái ghế này á thì bạn sẽ thấy nó rất với lại một cái dòng ghế nổi tiếng luôn là The Varo Butterfly. Thì cái chất liệu nè cũng như là cái thiết kế của cái ghế này gần như tương tự và thậm chí nó cũng xuất phát từ GT Chairs. Chỉ có khác á, là phía sau lưng này thay vì nó sử dụng cái khung có hình con bướm Mà thì nó sử dụng một cái khung có cái hình mặt cười Vậy thôi, nhưng mà cái giá của cái ghế này thì nó rẻ hơn khá là nhiều so với lại con Devaro Butterfly Bây giờ nói về trải nghiệm ngồi thực tế nè Bữa giờ khi mà mình chuyển từ cái ghế autonomous của mình qua Mình ngồi trên cái ghế iFix Micro này á Thì những cái điểm mình thích đó là mình có thể chỉnh nó rất là dễ dàng Như lúc nãy mình có chia sẻ với các bạn rồi Ngoài ra cái đệm ngã lưng 160 độ này mình có thể dễ dàng chỉnh ngay trực tiếp từ tay mà cho nên lúc mà mình đang ngồi làm việc mà mình muốn ngã lưng ra để mình cầm điện thoại mình chơi mình giải trí một chút cực kỳ dễ dàng ngoài ra cái việc mà các bạn có thể điều chỉnh được rất là nhiều thứ trên cái ghế sẽ đảm bảo là cơ thể bạn được cảm thấy thoải mái nhất phù hợp nhất trên cái ghế này à, trước đây nếu mà mình xài cái ghế autonomous ergo chair mà mình muốn được chỉnh nhiều như vậy á, thì mình phải mua thêm những cái bản cao cấp hơn và giá của nó sẽ đắt hơn những cái ghế ifix micro này rất nhiều một cái điểm khác biệt nữa mà mình nhận thấy khi mình xài cái ghế ifix micro này á, là lúc mà nó được ship tới mình thì phần trên này đã được ráp sẵn rồi và lúc đó chỉ cần kết nối phần trên với lại chân đế thôi nó nhanh gọn hơn rất là nhiều so với lại cái việc mà lúc mà mình lấy cái con autonomous ergo chair về các bạn mình tốn chắc là phải 2 tiếng chỉ để ngồi ráp từng linh kiện một và hình thành lên một cái ghế Còn cái ghế này nó được ráp sẵn rất nhiều thứ cho nên là trải nghiệm ban đầu khi mà các bạn mới mở hộp ra, các bạn mới Unbox thì nó cũng sẽ tốt hơn Nhược điểm của cái ghế này, bữa giờ mình trải nghiệm thì thật ra chỉ có một nhược điểm thôi Đó là bởi vì cái ghế này nó được thiết kế cho những người có tạng người vừa, không phải quá mập như mình Cho nên là lúc đầu mình nói đó Mình bị ngồi thì nó cấn hai bên này, vô hai cái đùi của mình à, Mình sẽ có một cái video khác về con Fly Pro là một cái dòng ghế lớn hơn phù hợp hơn với mình thì lúc đó mình cũng sẽ ngồi và chia sẻ tiếp với các bạn trong những cái video sau còn với những bạn nào ốm hơn mình những bạn có tạng người cân đối hơn mình thì cái ghế này là một cái sản phẩm rất là phù hợp cho các bạn hiện tại Afix Micray được phân phối chính thức ở Việt Nam bởi ogoche.vn mình có để cái link ở bên dưới phần description đó. nếu như mà bạn nào cần mua thì có thể sử dụng cái link đó ha và đây là hàng chính hãng ha không phải hàng sách tay hay là nhập khẩu tiểu ngạch cho nên đó là các bạn sẽ được hưởng bảo hành đầy đủ khi mà các bạn có cái bộ phận nào hư hỏng thì các bạn đưa về cho ogothe vn người ta sẽ sửa chữa thay thế cho bạn bạn cũng không cần phải ship nguyên cái ghế ngược lại về bên trung quốc những cái đó nó mất là mất thời gian và nó cũng tốn nhiều chi phí nữa và lúc nãy mình cũng có nói sơ thì đây cũng là một cái ghế trong series của gt chairs gt chairs là một cái hãng khá là nổi tiếng mà anh em nào mà xài những cái đồ công thái học đặc biệt là ghế thì chắc anh em cũng quen rồi à, với mình thì đây là lần đầu tiên mình xài sản phẩm của gt chairs rồi à, vậy ha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau. Bye bye.